Chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay anh Tấn đi về quê rồi cả nhà. Hôm bữa ông chủ ông lấy đất lại á, ông chủ có bồi thường cho anh Tấn số tiền á. Rồi anh Tấn nói nhớ con, rồi em nói anh Tấn thôi về quê thăm mấy đứa nhỏ đi. Rồi sáng nay là anh Tấn anh về quê rồi cả nhà. Nên có một mình em thì em quay clip, em nấu cơm em ăn cũng không nổi nữa. Rồi nhân dịp đây là có một số bạn là yêu cầu em là gọi điện thoại trực tiếp nói chuyện với cô Út coi phải đúng hay sự thật vậy không cả nhà. Rồi thì hôm nay chắc em không ăn cơm, hôm nay em sẽ gọi điện thoại em nói trực tiếp điện thoại với cô Út á. Rồi cả nhà mình xem coi phải như vậy không nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, bây giờ em gọi cho cô Út nha cả nhà. Em gọi em vô Zalo, gọi cho cô Út. Về hàng rồi khỏe không? Dạ khỏe. Anh khỏe không? Khỏe. Về nghỉ ngơi được mấy ngày rồi em đi làm lại? Nghỉ ngơi chắc tuần sau thứ hai em đi làm lại. Rồi về có gặp bạn bè gì không? Hàng xóm có mừng dữ không? Sớm quá trời luôn à, vừa ra thấy là phải bỏ hú bỏ kêu rồi. Mừng lắm. Quay À, mấy bữa nay anh có quay nhưng mà sáng này anh Tấn đi về quê rồi. Tại vì ba em lấy đất lại á, nhưng mà ba em có cho anh Tấn số tiền, tại vì anh Tấn ảnh xúp đất anh trồng rau đó, rồi ảnh có mua rồi ảnh gieo rồi cũng lên được chút xíu rồi. Ba em thấy anh Tấn tội nghiệp cũng hoàn cảnh vậy đó, rồi ba em cho anh Tấn số tiền, rồi anh Tấn anh nói nhớ con ảnh rồi. Rồi thôi anh nói anh Tấn thôi để về quê thăm mấy đứa nhỏ đi, rồi ở nhà anh quay clip mình cũng được. Rồi dự định chừng nào về đây nữa? Tết anh về nữa. Tết nay em về ăn Tết. Rồi về rồi ba không cho nữa rồi tính sao? Ba không cho kệ ba, em về em vậy. Vậy ba không cho thì về ở lên trên ăn chơi. Chắc về lên đây thì chắc anh cũng không dám chứa đâu ha. Này chắc ông chủ không không xúc lên đường luôn quá không. Trời ơi, lên trên đó ai nói cho biết đâu mà. Hả, đi lén nữa hả? Đi lén nữa. Mệt không? Làm mình mệt không anh? Mệt nhiều lắm đúng không? Không, cũng bình thường, đàn ông chơi chán mà. Mấy ngày nay em dọn dẹp quá trời luôn, nhà cửa làm đủ thứ hết, mới xong Hả? một Vậy em ở bển, em ở mình hay em ở với ai? mình Rồi đâu dọn nhà cửa sạch sẽ làm sao đâu, quay sơ sơ cho anh coi coi. Ở mình mà coi gọn gàng sơ không đúng à. không? Nhà lúc mình toilet đó thấy không, toilet dơ lắm à, chà rửa đồ xong mới sạch sẽ đó, còn để lặt vặt Kêu ta kêu cho coi nhà cửa thì mở cửa toilet ra cho con trước. phòng ngủ em này là phòng ngủ mùa hè mà nhưng điều em ít khi nào em vô đây lắm, tại vì phòng này nó lạnh đúng không, những phòng khác đó Ngủ là có mùa hè mùa đông nữa hả? nhà có, đây là mùa hè nó mát hơn, này là kỷ niệm mấy chị em, đây là phòng bàn phấn trang điểm của em, này hơi không có đẹp tí Em thấy bình thường à, thấy sạch sẽ mà.
là chỗ em thích nhất nè. Ở bên đó cũng thờ cúng rồi ha. Dạ đúng rồi. Chỗ này là em yêu thích nhất đó. Mới về đó mà bông hoa đồ đầy đủ rồi ha. Wow, ai uống mà rượu nhiều vậy? Em ngâm chơi thôi chứ không có uống. Em ngâm để ngắm chứ không có uống. Này em ngâm hôm nay là mười mấy năm rồi. Vậy sao không đem về cho ba uống? À, ba cũng có mà. Em có đi nhà quán hết á, toàn là mười mấy năm không à. Có những bệnh cũng... có những bệnh 20 năm có tại kỷ niệm. Phơi đồ, nhà hai toilet. Ở có một mình mà hai phòng hai toilet luôn. Dạ, đây là phòng em ngủ mùa đông. Không có bơi bổ. Tại vì lạnh quá. Sorry á. Không, anh làm bộ em á, thử cho em gọi vòng vòng coi anh thấy có quần áo đàn ông trong đó không. Ý trời ơi, có cần ra ngoài không? Thôi được rồi. Nhà ở mình mà quần áo đâu ra, có cần em cho coi tủ quần áo luôn không? Thôi coi lỡ có quần áo anh nào trong đó mất không buồn nữa. Trời ơi, đâu có đâu ra. Chiều nay em định ra hái cải đắng ở ngoài trước á. À, vậy là em có trồng rau nữa ha. Ừ, vậy mời ha. Mời chiều gì quay cho anh tham quan vườn rau ơi. Dạ. Em ra em quay của cải mà loại mà cải mà bự đó, củ ngọt giống như củ sắn á. Có cải đó. Với lại cái đắng lên tốt lắm anh. Hôm qua cho mấy đứa em mà em không có thời gian, em chưa có cắt cho tụi nó. Trồng bỏ phế đó mà nó lên tốt ghê luôn á. Anh với anh Tấn mà có vườn rau đó, chồng quay phim đã luôn. Không phải mình thấy bình thường nha, đâu có gì đâu. Dạ, không có gì hết. Em về rồi anh Tấn đi nữa, cái thấy buồn quá à. Em đi là nhớ em nhiều hay là nhớ anh Tấn nhiều? Thì nhớ cả hai người luôn chứ, mà nói nghe nhớ em nhiều, nói nhớ anh Tấn ít thì cũng được. Tại vì anh Tấn là từ bữa giờ là ảnh đồng hành với anh hỗ trợ với anh rất là nhiều, mà nói mà không nhớ ảnh là chắc ảnh nghe là ảnh buồn dữ lắm luôn. Thành ra là nhớ đều hết. Trời đang mưa lắc lắc á em. Ở đây ban ngày thì hơi nóng, còn ban đêm thì lạnh. Thôi chắc wifi của em bển á, mạng của em bển á, yếu gì đó rồi. Cái chuyện anh cũng không nghe rõ lắm. Thôi cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Rồi chuyện của tụi mình á, với ông chủ thôi em cũng đừng có không vui với ông chủ nữa. Rồi đâm ra cũng tại anh nữa. Thôi cái gì tới đâu hay tới đó đi, rồi kết em về thì tính. Rồi bên em nói bên đây không nghe đó, em có tắt mic không? Thôi vậy thôi em tắt nha. Rồi cả nhà ơi, như cả nhà thấy rồi đó, cái tình cảm của em với cô chủ vẫn tốt nha cả nhà. Mặc dù là em có qua mặt ông chủ, có gắn nút quen với cô Út thật, nhưng mà cái tình cảm mà LGBT á cả nhà, họ rất là mãnh liệt. Có thể là họ yêu hơn nam nữ luôn đó. Khi mà họ đã có tình cảm rồi, họ rất là yêu sống chết, yêu hơn nam nữ luôn. Thành ra là dù cho ông chủ có cấm đoán đi chăng nữa, thì em với cô Út cũng quyết tâm đó cả nhà. Thì cô Út cũng có gợi ý là
thôi, giờ cũng không có muốn làm bật lòng ông chủ, cũng không có muốn làm chủ buồn lòng. Thì tạm thời là cô chủ đi về bên Hàn Quốc á, để cô chủ đi làm lại ở cái nhà. Thì cô chủ cứ an tâm mà đi làm nha. Còn em ở đây thì em cũng đam mê cái công việc YouTube của em nè. Em cũng cố gắng em làm để một ngày nào đó ông chủ ông suy nghĩ lại, ông suy nghĩ lại cái chuyện tình cảm cho tụi em á cả nhà. Thì có rất là nhiều bạn vô comment, em thấy cũng rất là đúng. Comment như thế này là ông chủ sợ là không có cháu nó giỏi. Thì cái đó là một cái suy nghĩ cũng rất là đúng. Nhưng mà ông chủ con trai có, con gái có, cháu nội cháu ngoại gì cũng có hết rồi cả nhà ơi. Còn riêng cô Út á, thì cô Út từ nhỏ tới lớn là cô Út không có thích lấy chồng, không có muốn lấy chồng. Cô Út thích cái tình yêu đồng giới vậy nè. Nhưng mà cô Út nói là qua bên Hàn á rất là khó tìm một người giống như em vậy nè. Có nhưng mà Việt Nam qua lai lai thôi, nhưng mà cũng rất là ít tiếp xúc, khó mà quen ai được đó nha. Thì trong thời gian cô Út đi qua bên Hàn thì cũng có nói chuyện điện thoại với một vài người LGBT, cũng có nói chuyện nhưng mà đều cũng không có hợp lắm, không có tình cảm nhiều lắm nên cũng không có quen được với ai. Nhưng mà tình cờ đó, tình cờ về rồi tụi em cũng gặp gỡ, tụi em thích nhau từ cái lần gặp đầu tiên đó cả nhà. Út thì trắng trẻo, dáng vẻ thì nhỏ nhỏ xinh xinh, nói chuyện thì lại rất là lễ phép, rất là tử tế đó. Em gặp Út lần đầu tiên em rất là thích. Còn Út cũng vậy, Út nói là em cũng thích một người hơi mập vậy đó, nhưng mà cũng không cần phải trắng lắm đâu, đen cũng được, đen thì em cũng thích, em chỉ cần một người thiệt thà mà hiểu tâm lý, biết chăm sóc cho em thôi. Nói chung là những cái khoản đó thì em đều đạt được. Với lại Út nói tính tình em vui vẻ đó, Út cũng thích em. Thành ra là em mong, em rất là mong ông chủ là suy nghĩ lại về cái vấn đề tình cảm của tụi em. Và em cũng rất là mong các bạn xem trên kênh YouTube của em cũng có một cái suy nghĩ thoáng hơn, cũng đồng tình cho tụi em, cũng ủng hộ tụi em. Tại vì bây giờ cái thế giới LGBT này nó rất là rộng rãi cả nhà. Nó không phải thứ gì đó mà nó ghê gớm, nó xấu xa, nó rùng rợn như cả nhà nghĩ về em đâu. Thật sự là có những cái comment em rất là buồn luôn. Tình yêu đồng giới bây giờ mà bước ra ngoài đường, bước ra xã hội là có thể là 10 người là các bạn sẽ gặp được một người đó. Có thể là họ là gay hoặc là ô môi hoặc là gì đó, nhưng mà em nghĩ là nó cũng không ghê gớm như là mọi người diễn tả em đâu. Mà để em nói cho mọi người, để em nói cho cả nhà nghe là mọi người diễn tả em một số thôi chứ em không nói hết nha. Cái con ô môi đó, cái con BD đó, cái con gà mái đó, người đàn bà không ra đàn bà, đàn ông không ra đàn ông, rồi bao nhiêu thứ mà diễn tả được trong cái từ mà LGBT á là hình như em đều nhận đủ hết luôn rồi đó cả nhà. Nhưng mà cũng có nhiều bạn là rất là thương em luôn, cũng rất là comment vô là động viên em. Rồi các bạn cũng nói là em cũng là LGBT nè, em thấy rất là bình thường, xã hội này rất bình thường, mà tại sao người Việt Nam mình, sao người xem kênh này em thấy quá trời sân si luôn. Thật sự cái kênh của em là em cảm thấy như là nó lộn xộn nhất luôn đó nha, quá trời sân si luôn. Mà em không hiểu là em đã làm sai cái chuyện gì nữa. Nếu mà thật sự em làm sai thì cho em xin lỗi tất cả mọi người đi. Thì nếu mà cái giới tính em là sai thì em xin lỗi, em xin lỗi tất cả mọi người. Còn riêng về ông chủ là em cũng xin lỗi ông chủ vì em đã qua mặt ông chủ đó.
em đã không đúng không phải, mà em cũng mong ông chủ suy nghĩ lại. Thì em với cô Út hạnh phúc thì ông chủ mới vui vẻ được, chứ một ngày nào đó cô Út còn buồn bã, còn ôm một nỗi buồn, còn cô đơn như mấy chục năm nay thì ông chủ cũng không có vui đâu. Thì em hy vọng là ông chủ nghe được những cái lời em nói rồi suy nghĩ lại dùm cho tụi em. Thì cái ý của em bao nhiêu đó thì em cũng diễn đạt hết rồi nè cả nhà. Em cũng mong cả nhà thông cảm cho em. Em xin phép em được kết thúc clip nha cả nhà. Em chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà nha cả nhà. Em bye cả nhà.